mình không còn lo gì đâu. Như tu tập hôm nay là mục đích là đem mấy con đi đến cái chỗ mấy con làm chủ được tâm, tức là đừng vô lậu, không bao giờ mà các con còn phiền não đau khổ trước ác pháp tác động. Cái thứ hai là làm cho mấy con làm chủ cái bệnh, để khi thân của các con có bệnh là các con có chỗ tựa, các con đẩy lùi bệnh ra khỏi thân. Rồi cái thứ ba nữa đó là do cái thân cái tâm con không phiền não, cái thân không có con có bệnh đau, đẩy lui được bệnh, cho nên cái cơ thể già yếu của mấy con quắc thước mạnh khỏe, không còn không còn lụm cụm, không còn yếu đuối, không còn lẫn lộn. Đó là giúp cho mấy con được cái chỗ cái thân già của mấy con, cái thân mà lớn tuổi yếu đuối mấy con không còn yếu đuối nữa. Đến cái thứ tư á thì mấy con nhờ cái khi mà thân tâm mấy con được thanh tịnh, được làm chủ như vậy rồi á, thì nó có đủ cái tướng thần túc, cho nên mấy con được cái định thần túc á, mấy con sẽ nhập vào được cái định tứ thiền, các con tĩnh chỉ hơi thở, lúc bây giờ mấy con mới làm chủ được cái sự sống chết của mấy con. Cuối cùng như vậy là mấy con đã làm chủ được bốn sự đau khổ, mấy con sinh già bệnh chết. Những gì thầy dắt của mấy con tới đây là đủ rồi, thầy không dắt nữa. Từ đó mấy con muốn làm gì đó làm tự mấy con, nhưng mà thầy cấm bạc người nào mà có thần thông mà hiện thần thông là không phải đệ tử của thầy. Điều đó mấy con đừng sử dụng thần thông mà lừa đảo người ta để mấy con làm danh làm lợi, không được, cấm bạc cái vấn đề đó. Nghĩa là thà chết chứ nhưng được thực hiện đạo đức chứ không thực hiện thần thông. Thần thông là những cái trò ảo thuật để gạt người ta làm điều này trước kia để tạo dân tạo lợi, thầy không chấp nhận được. Mình ngày xưa được Phật cũng căn dặn đệ tử, người nào thể hiện thần thông là người đó không được dám mặt người ở đây. Thầy nói trước mấy con, bởi vì tu tới đây mấy con sẽ có đủ khả năng, nhưng mà thầy buộc mấy con là không làm cái điều đó, không thực hiện những cái điều này ra cho ai biết hết. Mà hãy mà thực hiện ra có người nào nói thầy rồi thì coi như đương nhiên người đệ tử đó không được hết. Không được ở trong cái dòng của thầy, coi như là ngoại đạo, thầy cũng chấp nhận. Nghĩa là người nào có một chút ít lực thần lực mà thực hiện cho người khác biết mà thầy được nghe là đương nhiên là cái người đệ tử thầy chấp nhận. Thầy căn dặn trước nữa, mà các con cứ thực hiện đức hạnh thì thầy chấp nhận là đệ tử của thầy. Đức hạnh không làm khổ mình, đó là cái mục đích của chủ trương của đạo Phật ngày xưa cho đến hôm nay mà thầy người để dựng nó lại, thì thầy cũng lấy cái việc này để dựng lại. Bởi vì hầu hết là các tôn giáo đều có thể hiện thần thông, mà thể hiện thần thông bị lừa đảo, trừ ra Phật giáo là cấm đệ tử của mình không được. Nhưng mà đại thừa đã làm nát Phật giáo hết, cho nên có những cái thần thông đưa vô đạo Phật là không phải là người tu theo đạo Phật không có, nhưng mà người ta thấy cái chuyện đó không quan trọng, người không cần. Người ta chỉ thực hiện cái đạo đức để không làm khổ mình con người, chứ mọi con người trên hành tinh này chỉ đem lại hạnh phúc cho họ, sự sống bình an cho họ, đó là hạnh phúc rồi, đó là giải thoát rồi, chứ đâu phải làm cái chuyện nào ảo tưởng như vậy để mà lừa đảo người ta bằng cách. Mà đời nay bây giờ thực hiện thần thông là họ tập trung họ bỏ tiền bạc, họ cúng dường danh lợi, họ tạo cái thứ rất là lớn, cho nên ở đây thầy không chấp nhận. Chúng ta thà nghèo, thà đi xin ăn mà các con còn nhớ được. Khi chúng ta khi Phật tử mà cúng dường, khi Phật tử cúng dường y áo hoặc là tứ sự cho chúng ta, chúng ta thiếu thì chúng ta nhận, mà thừa thì không được nhận, từ chối liền thì không được nhận. Bây giờ nó thôi tôi nhận để tôi đem về tôi cho người này, thì mấy con nhớ đừng nhận người đó. Nghĩa là cái người mà muốn cúng dường là phải hỏi sư hay bạch thầy, con muốn cúng dường của sư thầy cái y áo, phải hỏi trước, mà không hỏi mà đem cúng dường là không nhận. Mình phải cương quyết mạnh mẽ, nếu mình không cương quyết mạnh mẽ là mình có tâm tham tâm tứ sự này, mình tham đó, cho nên mình đi diệt cái lòng tham của mình ngay tức khắc, không có để cho Phật tử sai khiến mình trên dịch dụng. Cho nên thầy thấy hầu hết là tu sĩ hư là do Phật tử cúng dường ra, mà chúng ta vì lòng tham mà chúng ta cứ chấp trước, đó là cái sai. Cho nên chúng ta phải mạnh bạo can đảm, y giáo tôi còn nhất định là không thêm một bộ nào nữa, không thêm cái y nào nữa, từ chối ngay được. Cái dao cạo râu còn cúng dường thêm, đừng để dành, hai cái là phụ phạm giới. Do đó chúng ta từ chối liền, tôi còn chừng nào nữa tôi sẽ mục đích chúng ta hết sức, chứ không có được tỷ dạng, không có được dư thừa. Ví dụ như mình có một cái chai dầu mà cúng thêm một chai dầu, tôi không nhận, chừng nào tôi hết tôi xin Phật tử, còn bây giờ tôi nhận bởi giới luật tôi đã mang ở trong thân tôi đã thọ giới luật rồi, tôi muốn làm cái gì xin Phật tử không cảm nhận. Chứ thường thường là Phật tử người ta không hiểu, người ta tưởng mà cúng dường cho những bậc tu hành sẽ được phước báo, được biết rồi cái
phước báo không thấy mà ông thầy nó đoạn. Đó là sao? Đồ đạc quá trời nhiều đi đâu cũng sách mang là khổ đau. Cho nên cái này là cái đau khổ cho mình ẩm mặt. Và đồng thời tu sĩ mà người Phật tử cúng dường tiền bạc không nhận, thì nào chúng tôi đi đường không có chứ tu sĩ còn có. Đó là người tu sĩ. Nhận tiền là sai rồi, không đúng. Bởi vì thế giới không có chịu tiền, mà nhận tiền là phải có chịu tiền. Khi nào chúng tôi đi đường, chúng tôi xin trên quãng đường đó, tôi xin khai thế giới cất tiền, tôi sẽ cất tiền. Rồi tôi đi trên đường đó đến cái chỗ mà tôi vị trí tôi an ổn rồi, tôi xin gửi lại cái số tiền mà tôi gửi. Như vậy là tôi giá thế giới, khai giá trị phạm. Luôn luôn lúc nào mấy con học tới giới luật rồi thì sẽ dạy cái điều này. Cho nên chúng ta hoàn toàn là những con người giải thoát, không bị nô lệ tiền bạc, không bị sai sử dục vật chất của thế gian, y áo chúng ta không bị sai. Đó là cách thức ở đây tu tập. Càng ngày thầy xếp có con vô cu phép hết à, mấy con chịu nổi là nổi, mà không nổi thì coi như mấy con buông ra. Chứ thầy không chấp nhận. Nghĩa là thầy nó còn một người mà sống đúng là thầy chấp nhận ở đây, mà không sống đúng thì coi như cái lớp này thì mấy con sống không đúng là thầy lần lượt thầy thấy rõ ràng những cái sai của mấy con. Thứ nhất là thầy phạt mấy con quỳ hương cái lỗi của mấy con. Thứ hai á là thầy sẽ cho mấy con ra dự tính mà thôi, có con chỉ ra dự tính. Đó là cái lòng thương yêu của thầy. Chứ thì thật ra mấy con giới luật không nghiêm chỉnh thì thầy không chấp nhận chút nào. Đúng là thầy thì thầy đào tạo mấy con từ ở trong cái đức hạnh, cho nên cái giới luật là căn bản nhất cho đức hạnh của chúng ta được. Thì cái người tu sĩ cũng như người cư sĩ ở đây là như nhau, bình đẳng như nhau. Chứ định nói tôi cư sĩ tôi không có giữ giới đó đâu, giới luật của quý thầy chứ không. Mấy con đến đây là lớp học để đào tạo bậc A La Hán thì giới luật của mấy con cũng y như tu sĩ. Các người, các con cũng đều là con người. Mà khi muốn đến đây tu để giải thoát thì mục đích của mấy con là trở thành tu sĩ chứ không phải là cư sĩ. Cho nên vì vậy mà những cái gia viên gì gia đình của mình đều là mình nói rõ hết. Ở đây là mục đích tôi đến đây tu chứ không phải đến đây để tìm sự giải thoát. Chứ không phải đến đây mà còn chồng còn vợ còn này cũng kia nữa. Mà đến đây là mục đích để tìm sự giải thoát. Còn không thì mấy con được chịu thính. Cho nên ở đây là lớp đào tạo thật sự mấy con đi đến chính quả lá đó. À, mấy con có chấp nhận thì mấy con sẽ ở tù, mà không chấp nhận thì mấy con cứ về và chịu thính. Thì thầy nói càng lúc thầy xíu vô giới luật, cái bộ giới mà thầy viết thì mấy con đọc được 2 tập rồi, cái gì mấy con biết đó là còn 4 tập nữa thì mấy con biết còn những cái giới gì trong đó nữa, mấy con chưa biết. Thầy chỉ hết những cái quan như thế nào của người tu, cái giới luật của nó đem lại cho mấy con có một cái đời sống thẳng thẳng ngoài, cái gương hạnh tốt của người tu, cái gương hạnh của một con người thẳng ngoài đàng hoàng, cái đạo đức cao thượng của đạo Phật là ở chỗ nhớ kỹ chưa. À, bây giờ mấy con còn hỏi thì đây là cái lớp đào tạo thẳng hoàng. Chính là trưởng lão cho con hỏi thầy như chỗ con hiểu là vậy là chính thức là từ cái ngày 2/11 cái ngày này thầy đã nói lớp đạo đó là chính thức là cái ngày đó là cái ngày mới khai thác mới được chữ lão. À đúng rồi, đúng rồi, chính cái từ lúc mà thầy mở cái tu viện mà đến cái ngày đó, ngày mà 2/11 à, tức là một tháng 10 âm lịch là cái ngày bắt đầu mà thầy mở cái lớp học này để đào tạo những người tu chức. Đó là chuyển pháp luân lần đầu tiên của cái cuộc đời của thầy, nghĩa là đào tạo được. Thầy đã tuyên bố rồi, mấy con có nghe thầy tuyên bố cái lớp này đào tạo mà không có người tu chứng thầy đốt sạch, sách vở thầy đốt hết, thầy không để lại cho đời sau, vì thầy thấy con người tu cũng được. Thầy đem hết sức lực của thầy đào tạo mà không tu chứng, không chứng đạt được chân lý của đạo Phật, thì đương nhiên là cái giáo pháp mà thầy đã triển khai của Phật ra mà như vậy là không người tu chứng, là không ai còn tu được nữa, dẹp, không có được để đốt sạch, không để đời sau con cháu chúng ta rất khổ với cái giáo pháp này. Đọc thấy hay mà làm không được thì để làm gì đấy, đốt sạch. Và thầy tuyên bố là cuối cùng giáo pháp này tu hành không được. Thầy tuyên bố mạnh dạn mà thầy không để đời sau người ta khổ vì cái giáo pháp này. Còn những người tham danh tham lợi để đó để cầu danh cầu lợi cho mình, để làm cho con cháu chúng ta khổ như kinh sách này rồi. Tu được những gì mà để đó, bây giờ ai cũng tập trung tu, tiền bạc ta cao, xây chùa ta cao, Phật lớn, tốn biết bao nhiêu tiền của, trong khi người ta làm từng đồng từng khác, bao nhiêu người còn bất hạnh trong xã hội người ta đói khổ, mà mình xây dựng như vậy để làm gì? Đạo Phật đâu có mục đích đó. Mà bây giờ giáo pháp thầy đưa ra nó là cái nền đạo đức, mà bây giờ người ta thực hiện không được nữa thì cái nền đạo đức này là gì? Chẳng qua là mình nói xuông sao? Một mình thầy làm được mà mọi người không làm được thì dẹp bỏ. Con người không có đủ duyên để làm gì cho người ta khổ.
đó là thầy đã tuyên bố trong cái buổi đầu tiên thầy khai giảng cái lớp này. Và con nói đây là cái ngày đó là cái ngày chuyển pháp luân lần đầu tiên trong đời thầy là đúng. Nghĩa là cái lớp đào tạo